Trong thứ Tư ngày 25 tháng 11 hôm nay, Đảng Tự do sẽ tiết lộ bước đầu tiên về kế hoạch chăm sóc trẻ em trong cập nhật kinh tế tuần tới. Chính quyền tỉnh Ontario nói rằng người dân chỉ nên tổ chức các ngày lễ cùng trong hộ gia đình của mình mà thôi khi đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục. Tỉnh Alberta đã đạt cột mốc bi thảm ghi nhận cái chết thứ 500 do COVID-19. Thành phố Calgary thông báo tình trạng khẩn cấp tại địa phương do đại dịch. Adamson Barbecue tiếp tục bị phạt nhiều khoản phí sau khi chống lại lệnh khóa cửa để mở cửa ngày thứ hai liên tiếp. Nhân viên khách sạn tại BC lên cơn đau tim sau khi bị người đàn ông từ chối đeo khẩu trang nhổ vào mặt. Một gia đình ở Ontario do tỉnh thuê bị cáo buộc đã gian lận 11 triệu tiền phúc lợi COVID-19. Chính phủ tự do liên bang dự kiến sẽ hợp pháp hóa cá cược thể thao đối với các sự kiện đơn lẻ. Cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada ngày 25 tháng 11 do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Đảng Tự do Liên bang sẽ bắt đầu một bước nhỏ trong việc tạo ra một hệ thống nhà trẻ quốc gia, các nguồn tin của The Canadian Press cho biết trong cập nhật kinh tế vào tuần tới sẽ bao gồm ngân sách cho một cơ quan chăm sóc trẻ em liên bang mới. Dựa theo các nguồn thạo tin về kế hoạch của chính phủ, Đảng Tự do sẽ giới thiệu những hỗ trợ cho một văn phòng chuyên về chăm sóc trẻ em vào tuần tới. Cũng có những kỳ vọng rằng Đảng Tự do sẽ bổ sung tiền khẩn cấp thông qua các thỏa thuận khởi động an toàn với các tỉnh để giúp các trung tâm chăm sóc trẻ em đang gặp khó khăn về tài chính giữa đại dịch COVID-19. Người phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland cho biết, văn phòng của bà không bình luận về những gì sẽ có hoặc không có trong bản cập nhật tài chính. Đảng Tự do đã hứa sẽ cam kết lâu dài để tạo ra một hệ thống chăm sóc trẻ em quốc gia, coi đây là một cách quan trọng để giúp đỡ những phụ nữ phải chịu khó khăn trong đại dịch. Một báo cáo được công bố hôm thứ Tư ước tính rằng hàng trăm nghìn phụ nữ có thể quay trở lại lực lượng lao động nếu Đảng Tự do tuân theo cam kết đó. Báo cáo ước tính rằng từ 363.000 đến 726.000 phụ nữ trong nhóm tuổi làm cha mẹ chính, tức là từ 25 đến 50, có thể tham gia lực lượng lao động trong khoảng 10 năm khi chương trình chăm sóc trẻ em quốc gia được phát triển. Trong số đó sẽ có tới 250.000 phụ nữ chuyển sang làm công việc toàn thời gian. Tác giả báo cáo và nhà kinh tế Jim Stanford cho biết việc thiếu nhà trẻ dễ tiếp cận và giá cả phải chăng là lý do chính khiến phụ nữ ở độ tuổi 30 và 40 tham gia lực lượng lao động ít hơn nam giới cùng tuổi. Ngoài ra, việc này còn có tiềm năng tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong ngành xây dựng khi các trung tâm và không gian mới được xây dựng, cùng với sự gia tăng việc làm trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em. Một báo cáo gần đây của nhà kinh tế Don Desjardins và Carrie Freestone từ RBC đã tính toán rằng 20.600 phụ nữ đã không tham gia lực lượng lao động từ tháng 2 đến tháng 10, mặc dù có thêm 68.000 nam giới tham gia. Tình hình này nghiêm trọng hơn đối với phụ nữ tuổi từ 20 đến 24 và từ 35 đến 39. Một trong những lý do mà hai nhà kinh tế trích dẫn cho sự sụt giảm mạnh này là việc đóng cửa các trung tâm giữ trẻ do đại dịch gây ra. Vào tháng 9, các nhà kinh tế Jean-François Perrault và Rebecca Young của Scotiabank đã gợi ý rằng việc xây dựng một hệ thống chăm sóc trẻ em tương tự như của Quebec trên phạm vi toàn quốc sẽ tiêu tốn 11,5 tỷ đô la một năm. Phân tích của họ cũng cho thấy kho bạc liên quan có thể thu về hàng tỷ đô la cho doanh thu thuế mới vì phụ nữ sẽ tham gia vào lực lượng lao động với số lượng lớn hơn, bù đắp một phần chi phí tổng thể. Ước tính của Stanford là doanh thu của chính phủ sẽ tăng từ 18 tỷ đến 30 tỷ đô la mỗi năm, được phân chia giữa các chính quyền liên bang và tỉnh. Thành phố Calgary đã thông báo tình trạng khẩn cấp tại địa phương do đại dịch. Thị trưởng Calgary Nahid Nanshi cho biết thành phố đang trong tình trạng khẩn cấp tại địa phương kể từ chiều thứ Tư, một ngày sau khi chính phủ Alberta công bố những hạn chế mới do các ca COVID-19 tăng cao. Thành phố sẽ không áp đặt các hạn chế mới của riêng mình, nhưng Nancy cho biết tình trạng khẩn cấp cho phép thành phố nhanh chóng thu mua thêm hàng hóa dự trữ, chăm sóc những người dân Calgary gặp khó khăn và tiếp cận nguồn vốn từ các cấp chính quyền khác. Thành phố cũng có quyền công bố các biện pháp mới, nhưng ngài thị trưởng cho biết điều đó sẽ không xảy ra. Thị trưởng Tránh chỉ trích trực tiếp các hạn chế mới của tỉnh, mặc dù ông nói rằng ông không thể hiểu tại sao các sòng bạc vẫn mở cửa. Hiện tỉnh đã ra quyết định và chúng tôi sẽ thực hiện những quyết định đó, ông nói. Tỉnh Ontario đã đưa ra lời khuyên COVID-19 cho những ngày lễ lớn sắp tới.
Thủ hiến Ontario Doug Ford hôm thứ Tư cho biết ông có vấn đề nghiêm trọng với một báo cáo mới do Tổng Kiểm toán Ontario công bố khi nó chỉ trích chính sách của tỉnh đối với đại dịch COVID-19. Báo cáo cho biết việc Ontario không cho bác sĩ David Williams, giám đốc y tế của tỉnh, đóng vai trò chính trong quyết định về chính sách với COVID-19 là bất thường. Ông Ford nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình vào chiều thứ Tư, bác sĩ Williams đã đồng hành cùng với tôi từ ngày đầu tiên. Tỉnh hôm nay cũng cung cấp hướng dẫn về cách mọi người nên xử lý mùa lễ sắp tới trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Thủ hiến Ford và Bộ trưởng Y tế Christine Elliott kêu gọi người dân tuân theo các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng và chỉ tổ chức lễ với gia đình trực hệ của họ. Những người sống một mình được khuyến khích tìm một gia đình để cùng chung vui. Một thông cáo báo chí của tỉnh cũng nói rằng bất kỳ ai sống xa nhà, kể cả những người đang học tại các trường cao đẳng và đại học, nên cân nhắc việc tự cách ly bản thân hoặc giảm tiếp xúc với những người khác từ 10 đến 14 ngày trước khi trở về nhà vào kỳ nghỉ. Bộ trưởng Y tế Christine Elliott cho biết bà hiểu người dân gặp khó khăn như thế nào trong vài tháng qua. Kỳ nghỉ lễ sẽ cần phải khác đi một chút để bảo vệ những người thân yêu và cộng đồng của chúng ta, bà nói. Thông báo này được đưa ra khi tỉnh Ontario báo cáo thêm 1.373 ca COVID-19 và 35 ca tử vong liên quan đến căn bệnh này vào thứ Tư. Các ca nhiễm mới bao gồm 445 ở Toronto, 415 ở vùng Peel và 136 ở vùng York. Mức trung bình trong 7 ngày giảm xuống còn 1.389 ca. Tính đến tối thứ Tư, số ca COVID-19 của Canada đứng ở mức 347.446 ca, với 57.439 trường hợp đang mắc bệnh. Số ca tử vong là 11.710. Tỉnh Alberta đã đạt cột mốc bi thảm vào thứ Tư khi ghi nhận cái chết thứ 500 do COVID-19 và một lần nữa phá kỷ lục về các ca bệnh và số người nhập viện. Tỉnh báo cáo thêm 9 ca tử vong và 1.265 ca mắc mới. Các kỷ lục khác cũng đến vào thứ Tư với 355 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 71 người trên giường chăm sóc đặc biệt. Để đối phó với số ca ngày càng gia tăng và nhiều đợt bùng phát tại các cơ sở chăm sóc cấp tính, Bộ Y tế Alberta có kế hoạch cung cấp hơn 2.000 giường chăm sóc cấp tính và 400 giường ICU cho bệnh nhân COVID-19 trên toàn tỉnh trong những tuần tới. Tiến sĩ Dina Hinshaw, giám đốc y tế của tỉnh, cho biết. Để có thêm không gian, Bộ Y tế sẽ chuyển một số bệnh nhân từ cơ sở chăm sóc cấp tính sang chăm sóc tiếp tục khi nào có thể, chuyển bệnh nhân đến giường mở ở các vùng khác của tỉnh, sử dụng lại các khu vực lâm sàng khác để cung cấp dịch vụ chăm sóc ICU và nếu cần, giảm những ca phẫu thuật không khẩn cấp. Các bước này đang được thực hiện để bảo đảm rằng có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, bà Hinshaw cho biết. Tỉnh British Columbia đã ghi nhận thêm 13 ca tử vong do COVID-19 và 738 ca mắc bệnh mới, tiến sĩ Bonnie Henry, cán bộ y tế tỉnh, thông báo hôm thứ Tư. Con số này đánh dấu tổng số ca tử vong trong một ngày cao nhất ở tỉnh BC kể từ khi đại dịch bắt đầu. Bà Henry nhắc nhở mọi người về hạn chế trên toàn tỉnh đối với các tương tác xã hội, cấm mọi cuộc tụ tập với những người không ở trong hộ gia đình. Tỉnh Quebec, nơi chứng kiến nhiều ca bệnh hơn bất kỳ tỉnh nào cho đến nay, báo cáo 1.100 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Tư và thêm 28 ca tử vong. Thủ hiến François Legault nói rằng người dân ở tỉnh đó có thể tham dự tối đa 2 cuộc họp mặt xã hội với tối đa 10 người mỗi sự kiện từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 12. Những người có kế hoạch tham dự các cuộc họp mặt này cũng được yêu cầu cách ly một tuần trước và sau đó. Trong khi đó, Thủ hiến Manitoba Brian Pollister kêu gọi mọi người nỗ lực tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng của tỉnh trong ngày lễ. Ông cũng tham gia vào cuộc tranh luận về chính sách trong mùa lễ, gọi kế hoạch của Quebec là nguy hiểm. Thêm 349 ca nhiễm COVID-19 mới và 9 ca tử vong đã được công bố tại Manitoba hôm nay. Tỉnh Nova Scotia báo cáo thêm 16 ca COVID-19. Cơ quan Y tế Nova Scotia cho biết các ca bệnh mới đều ở khu vực trung tâm của tỉnh. Tỉnh Saskatchewan báo cáo 164 ca COVID-19 mới vào thứ Tư. Thủ hiến Scott Moe và Giám đốc Y tế của tỉnh cũng công bố những hạn chế mới. Bắt đầu từ nửa đêm thứ Sáu, không quá 4 người sẽ được phép ngồi cùng một bàn tại nhà hàng và các bàn sẽ phải cách nhau 3 mét trừ khi có rào cản chắc chắn giữa họ. Trong trường hợp đó, họ có thể được đặt cách nhau 2 mét.
Tất cả các môn thể thao đồng đội và hoạt động nhóm đều bị đình chỉ, nhưng các vận động viên và vũ công từ 18 tuổi trở xuống có thể tiếp tục luyện tập theo nhóm từ 8 người trở xuống nếu họ sử dụng khẩu trang và tập cách xa. Các hoạt động thể dục trong các nhóm từ 8 người trở xuống vẫn được phép với các điều kiện cần thiết. Tất cả các cơ sở thờ tự phải giảm sức chứa còn 30 người, không phục vụ đồ ăn thức uống. Việc bắt buộc đeo khẩu trang phi y tế đang được mở rộng để áp dụng cho tất cả học sinh, nhân viên và khách đến thăm trường học. Thủ hiến Scott Moore cũng cho biết ông không tin rằng việc đóng cửa hoàn toàn là sắp xảy ra vì ông cho rằng những hạn chế này sẽ tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, các quy định mới nghiêm ngặt này đã gây ra sự phản đối kịch liệt từ một số chủ doanh nghiệp nhỏ, những người cho rằng các nhà bán lẻ nhỏ phải hứng chịu một cách không công bằng, trong khi các cửa hàng lớn bán các mặt hàng thiết yếu như tạp hóa vẫn được phép bán các sản phẩm không thiết yếu. Tỉnh Newfoundland báo cáo một ca nhiễm mới. Tại miền Bắc, Nunavut báo cáo thêm 11 ca nhiễm COVID-19 mới. New Brunswick có 3 ca nhiễm mới và PEI có 1 ca nhiễm mới. Chính phủ tự do liên bang dự kiến sẽ hợp pháp hóa cá cược thể thao đối với các sự kiện đơn lẻ. Bộ trưởng Tư pháp liên bang David Lamberty dự kiến sẽ ban hành luật sớm nhất là vào thứ Năm để hợp pháp hóa cá cược thể thao đối với các sự kiện đơn lẻ ở Canada, chấm dứt lệnh cấm cờ bạc kéo dài hàng thập kỷ mà các chuyên gia cho rằng đã đưa hàng tỷ đô la vào thị trường chợ đen. Luật này, nếu được thông qua, sẽ cho phép những người đánh bạc đặt cược vào kết quả của một trò chơi thể thao, như một trận bóng đá hoặc một trận khúc côn cầu. Hiện tại, những người đặt cược thể thao ở Canada bị giới hạn ở cược theo xiên, nghĩa là họ phải đặt cược vào nhiều hơn một trò chơi và chọn đội chiến thắng trong mỗi cuộc thi để xem có trận nào thành công. Tỷ lệ thắng cược xiên là thấp. Người Canada chi khoảng 500 triệu đô la mỗi năm cho cược xiên thông qua các trò chơi xổ số như Proline. Các nghị sĩ từ các cộng đồng có sòng bạc lớn, đặc biệt là Windsor và Niagara Falls ở Ontario, đã vận động hành lang để chính phủ liên bang loại bỏ điều khoản duy nhất trong bộ luật hình sự, hạn chế cờ bạc chỉ ở hình thức cược xiên, thúc đẩy hoạt động cờ bạc của Canada, vốn đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ nước ngoài. Paul Burns, Chủ tịch Hiệp hội Đánh bạc Canada, cho biết ông rất vui vì nhiều năm vận động của các nghị sĩ và cộng đồng địa phương cuối cùng đã thúc đẩy chính phủ ngăn chặn làn sóng tiền cá cược đang di chuyển ra nước ngoài. Ông Burns cho biết, đó là một năm kinh hoàng đối với doanh nghiệp chúng tôi, đồng thời cho biết thêm các biện pháp an toàn và sức khỏe liên quan đến đại dịch đã tàn phá việc chơi game trực tiếp tại các sòng bạc và đường đua. Một phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ năm 2018 đã lật ngược các giới hạn liên bang đối với cá cược thể thao ở các bang khác ngoài Nevada. Kết quả này thúc đẩy các nhà lập pháp tiểu bang, đặc biệt là ở New Jersey và các tiểu bang biên giới như New York và Michigan, hợp pháp hóa đặt cược đối với sự kiện đơn lẻ tại các sòng bạc, đường đua và trực tuyến. Việc hợp pháp hóa này đã mở ra sự bùng nổ doanh thu cho các kho bạc nhà nước. Các sòng bạc ở New Jersey đã thu về 4,5 tỷ doanh thu chỉ trong năm ngoái. Cộng đồng Niagara và Windsor đang cạnh tranh với cá cược thể thao xuyên biên giới. Giờ đây họ sẽ có một sản phẩm mới để thu hút khách hàng quay lại cơ sở kinh doanh khi họ có thể làm như vậy một cách an toàn, ông Burns nói. Nhà hàng Adamson BBQ lại bị phạt nhiều khoản phí sau khi mở cửa ngày thứ hai liên tiếp. Chủ sở hữu của một nhà hàng đồ nướng ở Etobicoke đã phải chịu các khoản phạt cấp tỉnh và địa phương sau khi ông mở quán ăn này một lần nữa vào hôm thứ Tư. Bộ cấp giấy phép và tiêu chuẩn đã buộc nhà hàng và giám đốc của quán ăn vi phạm pháp luật vì hoạt động mà không có giấy phép chính thức lần thứ hai liên tiếp, phạt lên đến 50.000 đô la cho công ty và lên đến 25.000 đô la cho giám đốc. Cơ quan sức khỏe cộng đồng Toronto theo đó đã buộc tội Adamson Bar Grill. Theo đạo luật mở cửa lại của Ontario, Scully phải đối mặt với một khoản phạt riêng biệt. Scully cho biết ông có kế hoạch mở lại nhà hàng của mình vào ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Năm. Nhân viên y tế của Toronto đã gửi lệnh yêu cầu đóng cửa Adamson Bar BBQ vào thứ Ba sau khi chủ nhà hàng bất chấp các biện pháp khóa cửa của tỉnh và mời khách hàng đến dùng bữa trong nhà. Cảnh sát đến địa điểm vào khoảng thời gian nhà hàng mở cửa vào thứ Tư, có thể thấy họ đang nói chuyện với Scully bên trong Adamson Bar BBQ. Chủ sở hữu đã rời khỏi cơ sở khi một đám đông tụ tập bên ngoài doanh nghiệp BBQ. Cảnh sát xác nhận rằng không có thành viên nào trong đám đông bị buộc tội.
Thị trưởng John Tory thất vọng với phản ứng của lực lượng thực thi và nếu có thể, ông sẽ xem xét để nhà hàng đóng cửa mỗi ngày lúc 11 giờ sáng. Ông Tory nói cảnh sát có nhiều thứ phải lo đến, bao gồm cả sự an toàn của những công dân khác. Thủ hiến Dufour giận dữ trước việc Scully phớt lờ các biện pháp khóa cửa của tỉnh sau khi ông tỏ ra thông cảm với chủ doanh nghiệp nhỏ này hôm thứ Ba. Một số lượng lớn các quan chức đã được triển khai trong những tuần gần đây để trấn áp các doanh nghiệp bị phát hiện là không tuân thủ các quy định về đại dịch. Nếu một người hoặc doanh nghiệp bị phát hiện không tuân thủ các lệnh theo đạo luật mở cửa lại Ontario, họ có thể bị phạt $750. Nếu bị truy tố mà không bị xuất vé phạt và bị kết án, các cá nhân có thể bị phạt tới $100,000. Giám đốc và cán bộ của một công ty có thể bị phạt tới $500,000. Bất kỳ cá nhân nào bị kết án vi phạm đạo luật mở cửa lại Ontario cũng có thể bị phạt tù lên đến 1 năm. Mức phạt tối đa đối với một công ty bị kết án vi phạm theo đạo luật mở cửa lại Ontario là $10,000,000. Gia đình ở Ontario do tỉnh thuê bị cáo buộc đã gian lận 11 triệu tiền phúc lợi COVID-19. 4 thành viên trong gia đình làm việc cho chính quyền Ontario trong lĩnh vực công nghệ, thông tin đã lừa đảo tỉnh bang này ít nhất $11,000,000 được cho là tiền cứu trợ COVID-19 theo một tuyên bố cáo buộc. Đơn kiện dân sự chưa được chứng minh trước tòa này đòi bồi thường 2 triệu, cáo buộc họ và những người khác phát hành check ngân hàng trái phép cho chương trình hỗ trợ gia đình, một chương trình nhằm để bù đắp chi phí học tập của trẻ em tại nhà. Bị đơn trong đơn kiện tại tòa thượng thẩm là Sanjay Madan, người có vai trò công nghệ thông tin cấp cao, đã giúp phát triển ứng dụng máy tính để nộp đơn và phê duyệt phúc lợi. Theo đơn kiện, Sanjay Madan và gia đình đã mở hơn 400 tài khoản tại Bank of Montreal từ tháng 4 đến tháng 5. Sau đó họ gửi khoảng 10,000 check cho những người nộp đơn không có thật theo chương trình hỗ trợ. Hầu hết các khoản tiền gửi được thực hiện trong khoảng thời gian 4 tuần bắt đầu từ ngày 25 tháng 5, trùng với một thay đổi quy tắc cho phép hơn 5 khoản thanh toán được thực hiện cho một người nộp đơn. Chính phủ cáo buộc Sanjay Madan lợi dụng sự thay đổi quy tắc này. Chính phủ có ý định thu giữ bất kỳ khoản tiền nào mà gia đình có được từ việc gian lận. Chính phủ đã nhận được lệnh của tòa án để chuyển tài khoản ngân hàng của họ cho tòa án, trong khi chờ kết quả của vụ kiện. Để ngăn những người được hỏi giấu bất kỳ khoản tiền nào, chính phủ đã có lệnh của tòa án đóng băng tài sản của gia đình, trong đó có danh sách tài sản ở Toronto. Các bị cáo khác trong đơn kiện được nộp là công ty IntelliSources, NewGen và Wang & Associates. Nhân viên khách sạn tại BC lên cơn đau tim sau khi bị người đàn ông từ chối đeo khẩu trang nhổ vào mặt. Một nhân viên khách sạn ở Nelson, BC đã lên cơn đau tim ngay sau khi đối mặt với một khách hàng không chịu đeo khẩu trang và không rời quán cà phê của khách sạn. Rob Little, quản lý của The Adventure Hotel, cho biết chuyện này đã xảy ra vào thứ Sáu tuần trước khi kế toán của họ được gọi để giúp đối phó với một người đàn ông la hét và phớt lờ các quy định mới của tỉnh về việc đeo khẩu trang nhằm làm chậm sự lây lan của COVID-19. Little nói khi người phụ nữ can thiệp, người đàn ông đã nhổ nước bọt vào bà ấy và bỏ đi. Cảnh sát được gọi đến và Little nói rằng khoảng 90 phút sau, bà kế toán ấy ở độ tuổi 50 đã ngã quỵ vì một cơn đau tim và yêu cầu bà phải được chuyển ngay đến bệnh viện ở Kelowna. Cảnh sát Nelson cho biết người đàn ông đã bị tạm giữ và bị cấm đến quán cà phê trong khi chờ ra tòa với cáo buộc hành hung, trong khi các cảnh sát cố gắng xác định xem liệu có mối liên hệ giữa vụ việc nhổ nước bọt và cơn đau tim của người phụ nữ hay không. BC vào tuần trước đã công bố rằng khẩu trang là bắt buộc ở tất cả các không gian công cộng và Bộ trưởng An toàn Công cộng Mike Farnworth công bố hình phạt mới vào thứ Ba cho bất kỳ ai phớt lờ lệnh này. Những người vi phạm sẽ bị phạt $230, mặc dù ai không thể đeo hoặc tháo khẩu trang mà không được hỗ trợ sẽ được miễn các quy định mới. Công ty Imperial Oil có trụ sở tại Calgary sa thải 200 công nhân để cắt giảm chi phí. Công ty Imperial Oil có trụ sở tại Calgary cho biết họ sẽ sa thải khoảng 200 trong số 6,000 nhân viên để cắt giảm chi phí. Công ty đã miễn cưỡng cắt giảm nhân sự trong thời kỳ suy thoái của ngành công nghiệp này và xác nhận rằng họ đã giảm khoảng 450 nhà thầu kể từ đầu năm. Vào tháng 3, thì Imperial đã cam kết cắt giảm chi tiêu $1 tỷ, bao gồm giảm $500 triệu chi tiêu vốn cộng với $500 triệu chi phí hoạt động thấp hơn.
Việc cắt giảm việc làm là một phần trong xu hướng của các công ty dầu khí ở Calgary. Những công ty đã báo cáo thu nhập giảm do giá hàng hóa thấp hơn bởi nhu cầu bị đại dịch phá hủy. Cenovus Energy và Husky Energy thông báo họ sẽ cắt giảm một trong bốn việc làm có khả năng ảnh hưởng tới hơn 2.000 công nhân. Nếu việc sáp nhập của họ được công bố vào tháng 10, kết thúc như dự kiến vào đầu năm tới. Trong khi đó, thì Suncor đã tuyên bố sẽ cắt giảm tới 1.930 việc làm trong vòng 18 tháng để giảm tổng số nhân viên từ 10 đến 15%. Đối mặt với quá nhiều tiền giả, nhà bán lẻ từ chối nhận tờ 100 đô la. Ngày càng có nhiều tờ 100 đô la giả được chuyển cho các nhà bán lẻ. Nhiều người từ chối nhận chúng hoặc chỉ làm vậy một cách miễn cưỡng, họ nói. Khi có 3 tờ trong một tuần, tôi nghĩ rằng thế là xong, Douglas Wheeler, chủ tiệm bánh ở Toronto, nói. Chuyện này diễn ra 6 hay 8 tháng trước. Wheeler không còn cho phép các cửa hàng bán lẻ của mình chấp nhận tờ 100 đô la nữa. Ông phát hiện những tờ tiền giả khi đang đếm tiền, nhưng nhân viên thu ngân vội vàng thường không để ý. Con số theo dõi tiền giấy giả công bố bởi Ngân hàng Canada cho thấy số lượng tờ 100 đô la giả đã tăng hơn 10 lần chỉ trong 4 năm, từ 2025 đến 2018. Trong năm 2018, có hơn 11.000 tờ 100 đô la giả đã được phát hiện trên khắp Canada. Nếu ai đó mua một món hàng giá rẻ với tiền giả, họ sẽ nhận được tiền thối thật. Đến khi tiền giả bị phát hiện thì họ đã biến mất từ lâu. Diane Deschamps thuộc công ty Beer Common Good ở Scarborough cho biết, trong vài năm qua, chúng tôi đã có rất nhiều tiền giả và những doanh nghiệp khác đều phàn nàn về điều đó. Bà nói quán bia chỉ chấp nhận tờ 100 đô la một cách miễn cưỡng. Một cửa hàng Tim Hortons ở phía đông Toronto sẽ chỉ chấp nhận tờ 100 đô la nếu không có giải pháp thay thế và nếu tiền đó đã được người quản lý kiểm tra trước. Tuy nhiên, trưởng nhóm Jaden Eden cho biết một số tờ đã qua mắt các nhân viên thu ngân trẻ và thiếu kinh nghiệm. Người phát ngôn Alex Patterson của Ngân hàng Canada viết trong email rằng không có kế hoạch ngay lập tức để thiết kế lại tờ 100 đô la. Tuy nhiên, một điều khác mà Ngân hàng Canada tính đến khi thay thế tiền là tờ tiền sẽ bị hao mòn nhanh như thế nào. Những tờ tiền polymer mới có tuổi thọ lâu hơn ít nhất 3,5 lần so với những tờ cũ và những tờ tiền có giá trị thấp hơn bị mòn nhanh hơn những tờ tiền có giá trị cao vì thường xuyên được trao đổi hơn. Làm thế nào nhân viên bán lẻ có thể nhận ra tờ 100 đô la thật hoặc giả? Người dân được khuyến khích lên trang web của Ngân hàng Canada để biết 6 đặc điểm cần chú ý. Vận động viên nhà hoạt động chạy Marathon of Hope sẽ được ưu ái xuất hiện trên tờ 5 đô la mới, cuộc khảo sát cho thấy. Lựa chọn hàng đầu trong số 8 người Canada trong danh sách ngắn để xuất hiện trên tờ 5 đô la tiếp theo là biểu tượng Marathon of Hope, Terry Fox, theo một cuộc khảo sát được công bố vào thứ Tư. Khi được viện Angus Reid hỏi ứng cử viên nào mà họ muốn nhìn thấy nhất trên tờ tiền thay cho Sir Wilfrid Laurier, 57% người được hỏi đã chọn vận động viên trẻ tuổi đến từ Port Coquitlam ở BC, người chạy xuyên quốc gia để quyên góp tiền cho nghiên cứu chữa bệnh ung thư đã diễn ra cách đây 4 thập kỷ. Trong danh sách các ứng viên được hỏi, Terry Fox là lựa chọn hàng đầu ở mọi khu vực của đất nước. Ngân hàng Trung ương Canada vào tháng 2 đã kêu gọi công chúng đóng góp ý kiến về việc chọn một biểu tượng của Canada để xuất hiện trên tờ 5 đô la tiếp theo mà Ngân hàng Trung ương cho biết sẽ bắt đầu lưu hành trong vài năm tới. Terry Fox, người bị cắt một bên chân phải trên đầu gối vào năm 1977, sau khi được phát hiện có khối u ác tính, tiếp tục khởi động cuộc chạy gây quỹ của mình ở St. John's vào ngày 12 tháng 4 năm 1980. Anh đã phải bỏ cuộc chạy gần 5 tháng sau đó khi ung thư di căn đến phổi. Anh ấy chết vì bệnh ung thư vào năm sau đó ở tuổi 22. Đồng đô la Canada giữ gần mức cao nhất trong 2 tuần khi các nhà đầu tư cổ vũ công tác bàn giao chính trị ở Hoa Kỳ và triển vọng vaccine. Đồng đô la Canada giảm so với đô la Hoa Kỳ vào thứ Tư nhưng vẫn ở mức cao nhất trong 2 tuần trước đó, củng cố bởi giá dầu tăng và cổ phiếu toàn cầu lên mức cao kỷ lục. Cổ phiếu toàn cầu đã tăng lên mức hàng tháng tốt nhất với việc các nhà đầu tư cổ vũ triển vọng bàn giao quyền lực suôn sẻ sau cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và thuốc chủng ngừa COVID-19 sẽ sớm có mặt. Chỉ số cổ phiếu chính của Canada được cho là sẽ tiếp tục tăng tới năm sau khi khả năng triển khai vaccine COVID-19 củng cố triển vọng cho ngành tài chính và tài nguyên, vốn nhạy cảm với tình hình kinh tế,
theo một cuộc thăm dò của Reuters. Giá dầu, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, đã tăng phiên thứ tư liên tiếp, mặc dù báo cáo cho thấy kho dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ tăng hơn dự kiến. Giá dầu thô Hoa Kỳ tăng 0,8% lên 45,28 đô la Mỹ một thùng, trong khi đồng đô la Canada giảm 0,1% xuống 1,3010 mỗi đô la Mỹ hoặc 76,86 cent Mỹ. Đồng tiền Canada chạm mức mạnh nhất trong ngày kể từ ngày 10 tháng 11 ở mức 1,2986. Kể từ đầu tháng, đồng đô la Canada đã tăng 2,4%. Lợi tức của trái phiếu chính phủ Canada có nhiều giá trị trái ngược, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 1,4 điểm cơ bản ở mức 0,704%. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,7691 đô la Mỹ theo Bank of Canada. Giá vàng thì vẫn ổn định khi dữ liệu thấp từ Hoa Kỳ tạm dừng giá cổ phiếu lên cao ở Wall Street. Giá vàng giữ ổn định vào thứ Tư khi dữ liệu thất nghiệp ở Hoa Kỳ lên cao. Giá kim loại này giữ vững gần ở mức 1.800 đô la Mỹ. Vàng giao ngay ít thay đổi ở mức 1.806,87 đô la Mỹ một ounce lúc 2 giờ 55 chiều giờ Eastern, một ngày sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 7 ở mức 1.800,01 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng kỳ hạn tăng 0,1% ở mức 1.805,50 đô la Mỹ một ounce. Bộ Lao động Mỹ báo cáo các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tuần trước đã tăng lên 778.000 từ 748.000 trước đó. Dữ liệu thất nghiệp củng cố cho vàng trên khái niệm rằng chúng ta vẫn còn một thời kỳ rất đen tối phía trước, Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco Metals, nói. Sự gia tăng bất ngờ về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần trong bối cảnh gia tăng ca bệnh COVID làm giảm sự tìm kiếm rủi ro của nhà đầu tư và ngăn chặn giá ở Wall Street lên cao do kỳ vọng vaccine. Giá vàng đã xuống gần 160 đô la kể từ khi dữ liệu vaccine của Pfizer có kết quả hứa hẹn, thúc đẩy hy vọng nhà đầu tư về nền kinh tế phục hồi nhanh chóng và tăng sự chuyển đổi sang hình thức đầu tư nhiều rủi ro hơn. Sự trượt giá của đồng đô la cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật cho vàng gần 1.800 đô la Mỹ, thuyết phục nhà đầu tư không bán nữa mà mua thêm. Bart Malek, người đứng đầu các chiến lược mua bán hàng hóa tại TD Securities, cho biết, trong khi đó, thì Ngân hàng Trung ương của Mỹ đồng ý việc mua tài sản đã củng cố nền kinh tế sau các điều kiện thị trường ổn định, theo biên bản của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 11. Một số người tham gia vào Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cho biết họ mong đợi Fed cuối cùng sẽ kéo dài thời gian đáo hạn của trái phiếu. Vàng có xu hướng được hưởng lợi từ các biện pháp kích thích rộng rãi của Ngân hàng Trung ương vì nó được nhiều người coi là tài sản chống lại lạm phát và giảm giá tiền tệ. Bạc đã tăng 0,3% ở mức 23,31 đô la Mỹ một ounce. Bạch kim thì nhích lên 0,1% lên 960,47 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada ngày 25 tháng 11 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel. Mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo nhé. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức cũng như để chương trình có thể được tiếp tục. Rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.